Chào các bạn đến với khoa học lập trình HMI. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn cách tạo RAM ở trên cái màn hình HMI. Các bạn biết đấy, thì một cái dự án ấy mà có cái màn hình HMI để điều khiển và giám sát thì cái phần mà hiển thị RAM lên là rất cần thiết. Chúng ta có một dự án lớn thì những cái khu vực ấy, cảnh báo từng cái khu vực, từng cái thiết bị là điều rất cần thiết trong cái quá trình mà sửa chữa và phát hiện nhanh những cái lỗi. Thì cái việc tạo alarm nó tạo cái cảnh báo lên màn hình HMI như thế nào thì mình sẽ giới thiệu ở trong cái bài này. Trước tiên, ở trong cái phần PLC tag, các bạn tạo cho mình một cái table, add new table với tên của nó là rename đi là alarm tag. Đấy. Thì ở trong cái alarm tag này, trước tiên là mình sẽ tạo một cái biến là alarm. Được chưa? Kiểu data của nó là kiểu word. Và cái địa chỉ của nó mình đặt ví dụ như ở đây là MW 10 chẳng hạn. Ok. Thì trong cái Word Alarm này nó sẽ có 16 cái bit, đúng không ạ? 16 cái bit alarm. Thì mình ghi ở đây, thứ nhất là ví dụ như alarm 1. Đấy, kiểu của nó là không phải Word nữa mà là kiểu là bool, đúng không? Và nó sẽ bắt đầu từ bit 11.0. Tại sao lại alarm 1 thì lại bắt đầu từ bit 11.0 thì mình sẽ giải thích sau đây. Chúng ta sẽ kích vào cái ô alarm 1 này. Nó có cái dấu vuông vuông ở bên tay phải, các bạn trỏ chuột vào nó hiển thị dấu cộng. Các bạn giữ chuột kéo thì ở dưới cái phần dưới cùng ấy, các bạn nhìn thấy cái nó hiển thị bao nhiêu tag kìa, will be able ấy. Mình kéo nó đủ 16 tag đúng không? Một word mà. Đấy. Rồi thì nó sẽ hiển thị ở đây. Ở cái phần này chúng ta sẽ đánh thay đổi địa chỉ nên là 11.1 1.2 1.3 Các bạn cứ tạo lần lượt như vậy. Tiếp theo là đến 10.0. Tại sao lại từ đang byte số 11 lại nhảy về byte số 10 mà cái alarm của mình lại tăng lên, những cái thứ tự alarm của mình lại tăng lên thì tí nữa mình sẽ giải thích. 10.1 Đấy, các bạn cứ làm lần lượt thế này thôi. Ok, mình sẽ xóa cái alarm 17 này đi, nó không cần. Rồi thì bây giờ mình giải thích là tại sao cái alarm 1 của mình nó lại là trong cái Word Alarm là mở với cái 10 đúng không? Thì nó sẽ gồm có hai byte là byte 10 và byte 11. Tại sao cái Alarm 1 thì nó lại được sắp xếp vào cái địa chỉ là M11.0? Chúng ta bật cái phần pen nên mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Đây. New này. Rồi. Cái byte mà cái word MW 10 của mình sẽ gồm có hai byte. Đây mình vẽ hai cái byte đây. Một byte thấp và một byte cao. Được chưa? MW 10 sẽ gồm có hai byte là byte số 11
và bài số 10. Đấy. Các bạn lưu ý nhá. M với kép 10 sẽ gồm hai bài 11 và 10. Đây là bài thấp. Còn đây là bài cao. Thế vậy thì cái giá trị khi mà M với kép 10 mà bằng bằng 1 chẳng hạn thì tương ứng với cái lại là cái bit M 11.0 bằng 1. Đúng chưa? Thì nó bắt đầu của chúng ta là alarm 1. Đấy. Cái M với kép bằng 1 tức là có một alarm bằng 2. Thì tương tự như vậy thì nó sẽ cứ từ bit số 11 này tăng dần lên cho đến bit byte số 10 và byte số 11 và byte số 10. Thế vậy thì cái bit đầu tiên ấy của cái út này nó phải nằm từ M11.0 nên nó alarm 1, và cái alarm cuối cùng là alarm 16 sẽ nằm ở cái bit M10.7. Đây. Nó sẽ nằm ở cái bit cuối cùng ở cái byte 10 này. Các bạn hiểu cái cách sắp xếp của một út chưa? M với kép 10 thì gồm có hai byte, là byte 11 là byte thấp và byte 10 là byte cao. Giá trị điền vào cái ô nhớ M với kép 10 một à, M với kép 10 này sẽ được điền từ phải sang trái. Đấy, đi bắt đầu từ từ bit M11.0 cho đến bit cuối cùng là M10.7. Đó là cách sắp xếp. Chính vì thế mà trong cái phần tag này chúng ta sẽ tạo cái alarm từ alarm 1 cho đến alarm 16 theo cái trình tự như thế này. Rồi không lan man nữa. Đấy là sẽ trong phần PG. Khi sang phần HMI thì các bạn cần cái gì? Thứ nhất là trong cái screen này, các bạn add thêm cho mình một cái là tên của nó, là add thêm một cái screen tên của nó là gì ạ? Là alarm chẳng hạn. Ok, thì để cho cái chuyển trang ấy nó có những cái nút bấm thì các bạn có thể gì ạ? Ví dụ như trang alarm này cần cái nút quay về home, các bạn cầm cái nút home, các bạn kéo thả vào đây. Đấy. Home này. Được chưa? À, trang setting, các bạn cầm trang setting, các bạn kéo thả vào đây. Đó. Tương tự như vậy ở bên trang home thì các bạn cũng cầm, các bạn kéo cái trang alarm vào đây. Đấy, cái này mình sẽ không chỉnh đi nha. Cái bữa trước là chị dạy các bạn chỉnh rồi. Tiếp theo ở trang setting thì cũng thế ạ. Thêm trang RAM vào. Đó. Vậy là xong cái phần chuyển trang nhé. Sang đi trang RAM thì bây giờ chúng ta mới thiết kế cho nó này. Các bạn kéo nó ra này. Các bạn nhìn thấy ở bên tay phải của chúng ta cái phần mà công cụ ấy, phần element này, rồi kéo nó lên. Cái phần control ấy nó có một cái biểu tượng cái thư và có dấu chấm than. Chúng ta di chuột vào thì nó gọi là alarm view. Thì chúng ta kích chuột vào đây, chúng ta kích vào bên màn hình giao diện thì chúng ta được một cái khung để hiển thị alarm. Đấy, các bạn có thể kéo cho nó bằng kích thước của cái màn hình. Được chưa? Rồi, thì để chỉnh sửa cái khung hiển thị này các bạn có thể kích đúp vào nó. Thì trong mục Property các bạn quan tâm đến những mục sau cho mình. Đấy, các bạn nhìn này, ở trên cái phần thanh tiêu đề nó hiển thị là no này, time này, date và text. Đấy, thì tương ứng với nó là số thứ tự này, thời gian này, ngày này và cái nội dung text, tức là cái nội dung alarm của mình. Các bạn có thể tìm đến cái phần column hit. Đấy, chính là ví dụ chúng ta muốn thay đổi cái nâu này, chúng ta sẽ ghi là chỗ số thứ tự vào đây chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ chuyển thành số thứ tự này. Time này là chính là gì ạ? Thời gian này. Các bạn đánh tiếng Việt được luôn. Đấy. Cái date này chúng ta là gì ạ? Đây, date đây. Chỗ ngày chẳng hạn. Đấy. Status này các bạn ghi là trạng thái chẳng hạn. Đấy. Ở cái gì nữa, cái text này chúng ta bạn ghi là cảnh báo chẳng hạn. Đấy, thì nó hiển thị lên đây. Được chưa?
Thì ngoài ra chúng ta muốn thêm những cái nội dung của cái trang cái phần hiển thị cảnh báo này, các bạn có vào Chrome thì các bạn ví thêm muốn thêm cái status thì chúng ta tích vào cái mục alarm status này đấy, nó ghi là trạng thái, vừa nãy mình sửa tiếng Việt rồi đó. Các bạn muốn thêm những cái phần đằng sau này thì các bạn tích vào đây, PC error các thứ. Các bạn không muốn những cái mục đằng sau này thì chúng ta có thể bỏ đi. Được chưa? Rồi chúng ta để nguyên cái khung hiển thị alarm của chúng ta sẽ hiển thị số thứ tự, thời gian, ngày và trạng thái cảnh báo. Cái bệnh cảnh báo chính là cái nội dung alarm của chúng ta. Đấy là cái giao diện là khi mà có alarm thì nó sẽ hiển thị cái bảng này. Rồi, tiếp theo để hiển thị alarm thì các bạn vào HTML alarm, kích đúp vào. Ở đây nó có cái discrete alarm, tức là chúng ta sẽ tạo một cái bảng alarm. Chúng ta sẽ kích vào cái chữ add new này. Ok, nó hiển thị cái alarm 1. Đấy, cái tag này chưa có gì, chúng ta kích vào check tag. Chúng ta liên kết cái tag alarm đấy. Vào HMI. Vào PC tag, xin lỗi các bạn. Alarm tag. Đấy, nó kích vào cái út alarm của chúng ta, kích vào dấu V. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào cái chữ alarm này này. Nó có một cái khung vuông mà có một ô vuông nhỏ nhỏ bên tay phải, chúng ta chọt chuột vào nó thể hiện thì dấu cộng, chúng ta cầm chúng ta kéo. Chúng ta kéo đủ 16 cái bit của chúng ta. Đến đây là đấy, chúng ta kéo nhiều quá. Chúng ta lại kéo lên đúng không? Đây kéo 12 cái đã. Đấy. Được chưa? Chúng ta đã có 12 cái word alarm và tương ứng với nó là gì ạ? Nó đã gắn với lại các bit ở trong PC tag này này. Được chưa? Cái phần chúng ta mô tả nó ra đây này, nó đã có 12 cái alarm này ở đây. Đấy. Bây giờ phần text. Các bạn có thể add new này, 14 này, nó sẽ tự động nhảy. Đấy, đủ đủ 16 alarm chưa? Từ số 0 cho đến gì ạ? Số 15. Cái alarm đầu tiên của chúng ta nó ghi là alarm 1 chẳng hạn. Chúng ta kích vào nó và cũng kéo như cả chúng alarm ở Excel ấy. Đấy, chúng ta sửa tên thôi. Hai ba, chúng ta làm bao giờ đến đủ thôi. Rồi, đã đủ 16 cái word alarm và nó được gắn với lại cái tag của chúng ta đây. Đấy. Chúng ta có, chúng ta save vào lại. Vậy là cái công cuộc mà chỗ công cụ mà chúng ta đã làm thiết kế trên HMI đến đây là kết thúc. Thì trước tiên là chúng ta phải lập trình một cái chương trình ở trong PC đã đúng không? Chúng ta vào main này. Đấy, ở đây mình sẽ bỏ cái đoạn chương trình này đi. Mình thêm một cái chương trình, một cái đoạn như thế này. À, chúng ta sử dụng cái công cụ move vào. Đấy. Chúng ta sẽ chuyển cái giá trị ô nhớ ví dụ như MW5 vào chính cái MW gì ạ? MW10. Ở đây thì tôi chỉ mô phỏng thôi, tức là chúng ta mô phỏng cái alarm ấy, ví dụ như là MW10 và bằng 1 thì sẽ là gì ạ? Sẽ alarm 1 sẽ hiển thị. Tại sao tôi biết như thế? Thì bởi vì nó theo cái alarm tag này. Đấy, M11.0 mà bằng 1 thì alarm 1 sẽ hiển thị. Đúng không ạ? Tương tự như vậy khi mà MW10 mà bằng gì ạ? Bằng 255, tức là toàn bộ cái byte số 11 này của chúng ta đều bằng 1 hết, thì chúng ta sẽ có hiển thị từ alarm 1 đến alarm 8, đúng chưa?
Giờ chúng ta sẽ thử PLC. Đây là chúng ta lập trình như này thôi, tí tôi mua giá trị vào đây thì chúng ta sẽ hiển thị được cái alarm, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng PLC mô phỏng. Ok. Để chờ một chút. Rồi. Finish. Ok, mình thử online nó lên này. Ở đây là gì ạ? MW10 của mình đang có giá trị bằng 0, chứng tỏ là nó chưa có một cái RAM nào. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái HMI lên. Đấy. Rồi, chúng ta sang trang alarm này. Đây nó không có một cái cảnh báo gì. Bây giờ mình thử mua vào giá trị 1 vào vào cái MW10. Tức là lúc này MW11 của chúng ta bằng 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 mấy ạ? À M11.0 của chúng ta bằng 1 đó, giá trị 1 này. Đấy, MW10 bằng 1. Thì bây giờ chúng ta xem HMI này. Đấy nó hiển thị lên là trạng thái alarm luôn. Đây chúng ta tắt đi, nhìn thấy chưa? Alarm 1. Tương tự như vậy, bây giờ mình thử mua vào một cái giá trị là 255 vào đây. Tức là gì ạ? Cả cái byte số 11 của chúng ta nhận giá trị 1 hết. Từ M11.0 đến M11.7 đều bằng 11 hết đúng không? À bằng 1 hết. 255. Ok. Chúng ta xem HMI này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, tại làm sao nó lại hiển thị cái bảng này này, cái bảng để chúng ta ấn dấu X này đi ấy, bởi vì khi mà tạo một cái project mới ấy, có cái màn hình HMI ấy, bữa trước mình đã giới thiệu ấy, nó có một cái khung RAM ấy, nó cho phép các bạn chọn cái màn hình này hay là không đây này. Đấy, nếu mà chúng ta chọn ở lúc đầu để mặc định thì nó sẽ hiển thị như này. Đấy, thì lúc mà chúng ta bật HMI ở bất kỳ một cái trang nào ấy, thì nó đều có hiển thị cái RAM ở đây. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có 8 cái alarm hiển thị lên từ 1 đến 8 luôn. Đấy, cái trạng thái này, trạng thái Y này của nó tức là đang có cảnh báo alarm, còn nó ghi là IO tức là cái alarm ấy là được được giải quyết, tức là không có cái lỗi nào nữa. Đây ví dụ mình quay lại. Mình lại mua một giá trị 0 vào đấy đúng không? Tức là tất cả các alarm đã được giải trừ hết rồi. Đấy, thì quay lại bên đấy, các bạn nhìn thấy cái trạng thái của nó này là IO, tức là cái alarm của nó không 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 còn, nó đã out rồi, đúng không? Đấy, in. Y này lúc trước nó in này, sau này out này. Đấy, thì đây là cách chúng ta hiển thị cái alarm trên màn hình HMI. Số lượng của nó alarm bằng 0 đây này. Đấy. Được chưa? Thì cái cách này là cách rất là đơn giản, thì chúng ta hiển thị cái alarm lên màn hình HDMI. Thì mọi cái thắc mắc của bạn có thể comment trong khóa học hoặc là liên hệ với mình qua điện thoại, email nếu có gì mà không hiểu. Chúc bạn học tốt.